Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Rai, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0986228901. Số thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship hàng toàn quốc nha mọi người. Hôm nay cửa hàng em lên sóng thiệu đến toàn thể anh em một em máy cơ xích hàng tay cụt mini nhỏ gọn nha mọi người. Đến từ nhãn hiệu của Makita, mã số của em này là ME333T nha. Đó, một em tay cụt đó, tầm trung vừa tầm. Đó, mã lực là 33cc cũng rất là mạnh, anh em sử dụng trong mảng gia đình vườn nhà. Đó, leo tỉa cành hoặc là lâu lâu mang ra dọn vườn rẫy nha, rất là vừa tầm. Đặc biệt là đời này thiết kế cho mình cái bộ giật của nó là bộ giật trợ lực lớn. Đó, chỉ việc kéo nhẹ là nổ thôi, không cần dùng là nhiều ha. Thích hợp cho những chú nào có tuổi hoặc bác nào có tuổi ấy, mình nên sử dụng mẫu này. Đó, giật nó nhẹ nhàng nhẹ nổ ha mọi người ha. Đó, có núm bơm xăng này. Đó, thắng xích đầy đủ luôn. Đó, không có thiếu một chức năng gì nha mọi người. Lam của hôm nay được sử dụng lam tổng độ dài là 40, mặc các cây là 35cm xích 91 nha. Lam xích rất là đẹp, các đầu rãnh chưa dập, đầu chưa tè, nít sơn còn nguyên trên cái lam ha. Thì lam Akita một bên là chữ chìm và một bên là chữ nổi nha mọi người. Đây chữ chìm đây này, đó là nó dập tại lam ha. Còn chữ nổi là nó in liền trên mặt lam. Đây nhầm nha. Đó, bên này là chữ nổi này. Đó, rất là đẹp ha. Còn xuất sắc luôn, đầu rãnh chưa dập chưa tè nhá. Xích này là xích 91 ha, xích này bên cửa hàng đã rũa sẵn rồi, về anh em chỉ việc cắt đây nhá mọi người. Ốp lam là vặn trực tiếp bằng khóa 13 và bên phía mặt má ốp lam các tem nhãn hiệu mạc là vẫn còn nguyên này, Makita này. Đó 333T ha. Đằng mặt đằng sau bô xả đây anh em thấy không? Rất là mới nha mọi người. Đó. Lốc mặt tiền ở trước đây. Thì hàng trước này bên cạnh thiết kế cho mình cái tay gọi là cái tăng xích này. Đó, cái con ốc tăng xích này, khi anh em mà lỏng thì mình vặn lưới lỏng con ốc trụ ra mình tăng xích tại đây ha. Đó, mặt má lốc mặt tiền ở trước đây. Tình trạng máy là zin nguyên bản, bảo hành nòng 12 tháng, anh em mua được tặng kèm 3 món đồ đi theo máy nha. Buji rũa tiếp là buji. Đó, lốc mặt tiền ở trước đây. Độ chảy chùa ít. Đó, còn khá là đẹp ha. Có núm bơm xăng này, đây là e này. Đây là nắp bình chứa liệu xăng pha chứa với nhớt. Nắp đằng sau này là nhớt thải bô chơi lan xích nhá. Bên phía má hộp giật thì tem nhãn hiệu mạc là vẫn còn này. Đó, bộ giật là thiết kế cho mình bộ giật trợ lực lớn. Đây là anh em chỉ việc kéo nhẹ là nổ, không cần dùng nhiều nha. Đó, máy rất là sáng này. Đó, các tem hướng dẫn sử dụng của tem thương hiệu Lema vẫn còn. Công tắc đây ha mọi người. Rồi, đây là cái chốt cò ga nhá. Nếu anh em bóp ga bấm mũi tên này vào này, nó sẽ tự động lên cho anh em một chút ga này, nó giúp nhạy nổ hơn ha. Rồi, giờ bên cửa hàng sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhá. Giá của em Makita 333T này là 2.200.000 đồng. Nếu anh em nào có nhu cầu liên hệ qua đầu số điện thoại 0986289010 đặt hàng nhé mọi người. Đó, giờ sẽ khởi động trên anh em nghe ha. Lên là xài nhá. Anh em nghe tiếng máy ha. Ganti rất êm ấm và máy cũng rất là bốc nha mọi người. Nói chung là mẫu này là thích hợp cho anh em leo tỉa cành sử dụng vườn nhà và thích hạng mạnh ha. Mã lực 33cc cũng rất là mạnh nhá. Đó, đặc biệt là có trợ lực lớn kéo nhẹ là nổ này. Không cần dùng nhiều ha. Nhíp nhẹ là nổ. Makita 333T nha. Đó, giá của em này là 2.200.000 đồng. Nếu anh em nào có nhu cầu liên hệ qua đầu số điện thoại 0986228901 đặt hàng nhé mọi người. Cảm ơn anh em rất nhiều nhé.